Bởi em cũng đã được anh Trình chia sẻ thì là cũng mồ côi cha mẹ. Và tổng hết cái số tiền hôm nay cháu Lực chi ra là 3.587.000 cô bác nhé. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bạn em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực có được sự đồng ý của chị Trần Đỗ Giáng My là chị muốn là cho cháu Lực đi vào cái nhà của ông cụ mà sống một mình ấy cô bác. Chị có theo dõi được những thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên và nhìn thấy cái chỗ ngủ của ông ấy, thì hôm nọ như cháu Lực vào chia sẻ đấy cô bác, mưa xuống thì dột rất là nhiều, và chị có muốn là cho cháu Lực trích cái tiền của chị ra để mua tôn này, để mua tôn về để quay lại cái chỗ ngủ của ông cụ, để cho những cái đêm mà mưa to về thì không có bị dột nữa. Ấy ở đây thì có hai bó, hôm nay thì đồng hành với cháu Lực thì có em Sử này và có thêm là anh Trương. Hôm nọ thì anh cũng có nhận là đào cái phần nền nhà của ba ông cháu ấy cô bác, và hôm nay thì cháu Lực có nhờ anh ấy là đi cùng cháu Lực để hộ cháu Lực bắn tôn, và một tí nữa thì cháu Lực sẽ vẫn có trả công cô bác nhé. Đấy. Hôm nay thì anh vác cái to nhá, em vác cái nhỏ nhá, được không anh? Cầm máy nhá. Vâng, và cũng có thêm là trích cái tiền của chị Trần Đỗ Giáng My ra là để mua một cái máy khoan này này cô bác này. Đấy, mua cái máy khoan và mua thêm một con gà nữa. Còn cái máy cắt này thì anh Trương thì không có cầm đồ đi đúng không anh? Anh vác cái to kia nhá, em vác cái này. Ui nhưng mà khó khăn đi à. Sử phải cầm gà Sử nhá. Hay Sử thì hộ anh cầm gà đi. Thời tiết hôm nay thì có vẻ như khá là nóng cô bác. Có vẻ như là mọi lần cháu Lực đi quay đều là thời tiết rất là ủng hộ. Lúc mà anh em chưa cầm cái máy quay để quay thì mưa 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 xuống này. Xong là lúc mà bật cái máy quay lên thì lại ngừng có mưa luôn. Như kiểu là vừa nói thế mưa 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 phùn ra bên kia sao ấy. Nhưng mà không có vấn đề gì, gần đến nhà của ông cụ rồi. Ui giời. Tấm này á? Đây anh. Ui giời, Sử ơi, anh nhặt đấy Sử ơi. Ủa anh nhặt cho anh nhé. Cái tôn này thì phải đặt rất là xa cô bác. Tôn này thì phải đặt tít tận dưới thành phố lên thì mới có được, chứ ở huyện thì không có ai để mà cán tôn như này này cô bác này. Ui, cẩn thận anh nhá. Bây giờ thì đường vào nhà ông cụ ấy cô bác chỉ có gọi là lọt xe máy vào thôi, chứ không có chở được vào. Cho nên là mấy anh em quyết định là phải đi bộ vào rồi. Không biết là hôm nay vào thì có gặp ông cụ ở nhà nó không ấy. Lúc nào mỏi thì nghỉ ấy nhá. Sử à, cầm gà cho em. Có rồi à. Đây, như cái đường này thì chỉ có thể là bà con ở kia, là ở dưới kia là đi xe máy cô bác. Nhà nào có xe máy rồi thì góp tiền nhau đổ một chút, đổ một chút cái bê tông. Cái chỗ bó của anh là tầm bao nhiêu cân anh? 60-70 cân ạ, anh nói điều. Chỗ đây chắc 20-30 cân là cùng.
hồi nãy em cũng quên mua bao tay lên nhỉ? Bao tay không cần đâu. Em mua bao tay để mà anh em mình cầm tôn đấy. Cầm tôn để em giữ rồi. Cái tôn này thì ở huyện thì không có đâu, không có đâu cô bác ạ. Này thì phải cho Lực phải đặt từ tầng dưới thành phố lên thì mới có được. Có vẻ như tiếp dưới kia kìa anh ạ. Bây giờ còn chưa được đi một đường. Quay đi mưa bên kia. Đi anh. Tôi muốn ngồi nào. Nếu nó cầm cái cắt nó cho. Chú bó của cháu Lực đội chắc là rơi vào tầm độ là tầm 20 cân gì đấy cô bác. Cái bó của anh Trương thì có vẻ là nhiều hơn nhỉ. Gấp đôi cơ mà. Gấp đôi. Bây giờ thì cũng sắp đến nhà ông cụ rồi cô bác. Nhà ông cụ để ở đằng sau cái gốc cây to to kia. Có vẻ như khu này rất là yên tĩnh nhá. Tí mà đi vào mà không gặp ông cụ thì không biết là ông cụ đi đâu thì sẽ lập cho ông cụ trước để về ông cụ là hồi hộp luôn. Tạo cho ông cụ một cái bất ngờ. Thật là sự rất là lớn cho ông luôn. Và qua cái thước phim này thì cũng cho cháu Lực xin được nói thêm một chút nữa là có rất là nhiều cô bác có bảo cháu Lực là mua gạo cho ông thì mua ít thôi, thì lần sau cháu Lực sẽ rút cái kinh nghiệm này lại. Và hôm nọ thì cháu Lực suy nghĩ là lâu lâu mới xuống thăm ông cụ một lần mà cô bác, thì sợ là cái đường mà cái phía đường này cô bác ở bên kia thì hay sạt lở thì xe máy không có vào được, cho nên là phải lấy gạo đi, vác gạo đi bộ rất là xa ở cái khoản đấy. Hôm nay có vẻ là nắng rất là oi anh nhỉ. Kiểu vừa mưa vừa nắng này. Oi lắm. Ây ạ. Ui giời, Sứ ơi. Cái con kia kìa, to chưa kìa. Ui giời. Con cào cào mà to mà. Con gào gào mà to ba hai ngón tay cái. Ở bên kia kìa anh. Đột biến hay sao rồi. Anh em mình đi đường hôm nọ đấy chứ. Đi đường hôm nọ đấy chứ anh. Đi đường nào quay lại anh. Đâu đâu anh? Đây đây. Cá à? Đây. Cá chép à? Đâu. Ôi, cá rô phi đi đây. Tí tí bắt nó thổi ăn kia xong. Cá rô phi này nó trôi theo nước hay không? Hôm nay mưa. Ôi đây có. Đây là con. Đâu? Anh cứ vác tôi ra kia đã, không nhặt xong. Ôi, thả xuống làm gì nữa? Quay lại nhặt xong. Thế bây giờ thì cũng đến nhà của ông cụ rồi cô bác ạ.
Tôi có vẻ là vừa đến nhà của ông cụ là mưa mưa luôn này. Dê bố bây giờ cần nó vậy nè. Bố bây giờ cần nó. Anh để phần bên ngoài không, tí mình bắn từ bên ngoài vào. Mệt phết anh nhỉ. Sự hộ anh cầm này. Đây. Đi bây giờ đi vào nhà đó đi. Đấy. Vào cái phần dưới nền nhà của ông cụ thì rất là thấp của bác ạ. Phải dứt còn mà dê. Dứt còn mà. Eo tàu quay ở đến hơi dẻo. Eo hộp đến hơi dẻo. Dê bán bây giờ mai dê bán à? Bán khất, nó lắc hộp với mát rồi. Nó lắc hộp với á? Ừ. Ông thì vừa rồi bảo là đi sang nhà ông cụ mà bị bại liệt kêu cố bác. Hôm nọ thì là bạn Trình có bảo là hai ông cụ là đi ăn cơm với nhau. Xong thì buổi tối thì ông cụ lại về nhà của ông ngủ. Nên lùm chẳng nói dê lên bác chỉ khâu ở đây tâm ác lên nào. Ừ. Cái nó rất là bà đơ chẳng hơn dê tốt giả cái dê hạc thú liếm này chỉ đó đấy. Ồ, lên mưa gọi là mưa chẳng nở chẳng vắt đi phát triển đâu. Chẳng vắt chẳng hâm. Chẳng vắt chẳng hâm đâu. Chẳng vắt 19 rồi. 19 nữa. Ồ. Giờ mình mới nắm chào mấy à. Lúa nắm chào chứ luôn nhỉ. Một tí nữa thì cháu Lực sẽ là tháo hết cái chỗ này ra cho ông này cô bác này. Đấy. Tháo hết cái phần bên này ra để là dùng tôn xong lại quay lại cái chỗ ngủ cho ông ở đây này. Còn như cái phần bên này chắc là một tí sẽ đóng ở bên trong vào thôi anh nhỉ. Vâng. Đấy một tí sẽ đóng ở bên trong vào. Nhưng mà cái này cô bác này, cái này thì vẫn để lại cho ông này, không có bỏ đi ra. Còn như cái mấy cái tấm kia hỏng ra, kia thì hỏng ra thì bỏ hết ra. Ở đây thì tí ấy mình đóng ở phần bên ngoài vào thôi anh nhỉ. Đóng bên ngoài vào thôi, đúng rồi. Còn cái chỗ này thì một tí sẽ đóng từ bên trong này này vào ra bên ngoài của bác này. Thì mấy những cái tấm này thì vẫn sẽ để lại cho ông. Năng này mà dê. Anh em mình ngồi nghỉ một chút đó, thì sẽ tiến hành vào làm anh nhá. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã nói với ông rồi, bảo là cháu Lực sẽ đặt tôn lên và quay lại hết cái chỗ này cho ông để cho ông đỡ bị dột một chút cô bác ạ. Chứ đêm vào nghe ông nói thì mưa xuống dột vào chăn vào chiếu của ông rất là nhiều. Lúc mà nãy liệu bắt tôn quay đi nào hơi dễ không? Có tập hiến nào không? Em có tiểu học lên. Lúc mà dê phải lắng, lát dê phải chín lên. Chín mưa chẳng nào đâu, mưa chẳng ham chứ. Lấy dê vào thùng khâu ra. Vào thùng khâu. Thùng khâu với xin chín. U lên tay với bộ bảy nó. Bảy, trong cái chín nào thì học, có hả ổ ma đó. Nó thì bảy thì có ổ ma là con tay rồi. Hôm nọ thì bạn Trình là có đem gạo lên cho ông ấy cô bác. Thì là có để nhà ông cụ bại liệt bên kia rồi, thì bảo là hai ông cụ là sẽ nấu cơm là ăn cùng nhau. Và những cái điều đấy thì nó cũng sẽ rất là tốt thôi cô bác. Nhưng mà chị sợ là về sâu về dài thì lúc nào mà ông đói thì ông vẫn là ở nhà ông sẽ nấu cơm. Ở đây thì ông thì đi ăn buổi sáng với buổi chiều. Bạn này dê ta lán thiếu đi bàn phát nào có? Đấy. Bây giờ thì sẽ tiến hành vào là làm luôn cho ông thôi cô bác ạ. Thế và một tí nữa thì cháu Lực cũng có đem theo gà lên ấy, thì chắc là sẽ ăn cơm với ông một bữa nữa. Đứa cá ốc không chín ám quần bấy mới này. Đây là cái thứ thì chảy mấy tú ạ.
Yêu hơi bóng sáu sáu nếp phải thật trúng. Tớ trúng trúng mua điện. Trúng mua điện tớ. Ừ. Nổ. Ừ, như như anh dân là lắng lao bắt tới đây chơi lắng bắt điện á, lắng đúng á? Lắng đúng điện chủ. Lắng đúng điện á? Ừ. Ồ. Ồ, lúc cái sợ dê hóa chung bổ với ta chỉnh khâu đấy ngờ. Vậy á. Dù. Mới phải lại cái lây lùng này. Ồ. À, thật sự ra cô bác là cái ngôi nhà ở dưới này thì ông nói với cháu Lực là em ruột của ông luôn đấy. Nhưng mà chắc là do là em ruột thì cũng không có khá giả được bao nhiêu. Cháu Lực cũng nhìn thấy cái ngôi nhà thì cũng một ngôi nhà chẳng có rộng rãi hơn ông là bao nhiêu đâu. Nhưng mà mối tội là còn có vợ này, có con này. Đúng thì Camille lúc mới lãn lắm ấy. Ừ, nhưng Camille mắng tóc thế. Nhưng mắng tóc chứ? No. Ồ. Thế bản này lên, giờ tiêu thì ăn phiếu phao ấy còn đó. Lâu mới lâu mẹ. Ông ơi, này là chỗ này mà ở. Có khi tí chắc phải dùng một cái tấm là lên trên này đấy anh ạ. Để lên trên này đấy. Đúng rồi. Nếu mà thừa thì cho lên trên này. Dư mà chắc chắn là sẽ dư. Dê thì làm một phát nữa bác con. Cái này có liên quan đến không liên quan đến ông nhà em nhỉ? Ôi ôi. Dê cả cứ này lên. Ôi kiến rất là nhiều này cô bác này. Ông mới tớ đi phay tới đây. Ôi ông ấy dùng cái thanh gỗ này để làm gối luôn này cô bác này. Ăn điên mà dê này. Đây cái đèn pin của ông này cô bác này. Thứ đưa bán này hả dê? Đúng, thứ đưa. Thứ đưa à? Này mà thầy lặn nó tốt phải không? Yeah. Tốt để dưới bài còn em còn tự. Này. Bây giờ tháo cái này ra. Giờ bỏ cái này chập tạt cho mọi người. Cái này là cái tấm ván đấy mà bỏ ra cũng được. Để quay từ đây xuống nhỉ. Bắn từ đây xuống à? Đúng rồi. Nhưng mà... đây xuống rồi. Bắn bên ngoài bên trong. Tháo cái tấm này ra cho bắn bên ngoài đi nhỉ. Cho đầu nó thô vào đến cột này, bắn đầu này với bắn đây, bắn kia. Bây giờ chắc là nhưng mà tháo cái tấm này ra tí cả bên kia nó cũng lật hết đấy. Giờ làm nào? Cắt đôi đấy được không? Bố nó đi chạy bố à dê. Dê. Bố chạy nào, bố chạy nào. Bố nào, bố nào, bố nào. Bố nào, bố nào. Bố nó. Bố gắng nào. Ừ, sữa này ông chưa uống à? Cái này tháo ở bên trong ra là bên trong đi nhỉ? Này á? Ừ. Cái này sẽ bắn ở bên trong này luôn anh ạ. Bắn ở bên trong này luôn. Đây sẽ bắn ở bên trong này luôn. Cuốn này là bắn bên ngoài cũng bắn được. Vâng. Cái này tháo ra đi nhỉ? Tấm này ra đi. Đấy, sau từ đấy là sẽ tháo ra đây. Rồi. Bây giờ thì sẽ phải bỏ cái tấm này ra cho ông hết đó cô bác ạ. Chờ đây nha, chờ đây nha. Những cái thanh giường của ông thì cũng được làm bằng cái cây tre này cô bác này. Cây này thì rất là nhỏ thôi. Ui rồi, như kiểu, ui, sắp bị bục quá đấy. Cái đấy hỏi ông lấy con sao để cho mình cơ cắt cái đấy ra không mà. Dê, ông mắc ba lần mắc không? Mắc ba lần mắc không? Cho đầu tôn sò vào đi đấy. Như phát xuống rồi kìa. Ờ, lên thăm ấy này ống nữa, cái này ống này dê nào. Ừ. Ngoài thì chắc là tí lấy thang thôi. À,
cái tấm này thì tí cứ để lại cho ông anh ạ. Cái đấy là để lại thôi. Nhưng mà cái này thì tí đâu nhỉ? Phải máy tốt mà xét em anh. Chỗ dưới này, bắn ở dưới đây trên. Cái đấy thì chặt sâu một tí nữa. Dạ. Cái đấy thì chặt sâu một tí. Chặt ở bên kia. Giờ có dồn được không này? Dồn được xong cho vào bên trong chóng. Cái này á? Tí buộc sau. Cái này á? Ừ, tí cho ông đi lấy nạt ấy. Lấy nạt xong rồi. Lấy nạt xong mình buộc lại cho ông ấy. Xong dồn sang kia. Đẩy sang kia nhưng mà có mỗi hai anh em làm được này. Đẩy sang kia? Ừ, có gầy đây mà. Chỉ chặt mỗi cái nạt này thôi. Chặt mỗi nạt á? Ừ. Đúng nha. Đừng đẩy ra ngoài nhé. Đừng đẩy ra ngoài nhé. Để dồn bên kia ấy. Bên kia có buông nhỉ? Ông có buông nhỉ? Bên kia có sao? Đây đứa em đi cởi. Đây, đưa xem. Buộc em ơi. Ờ kia có buộc hai ba ra đây. Ra đây em ơi. Đâu anh? Đây. Buộc hai cái ở đây. Thôi được một cái. Được rồi. Buộc nha. Đó, nhấc à? Nhấc trứng rồi. Còn một cái cây ở bên ngoài kìa kìa. Đâu? Kẹt ở trên cao kìa. À đây. Đây á? Ừ. Đấy, ok. Rồi, giờ chắc em phải đi xuống dưới để em dồn mới được anh. Dao để em để đây đấy nhá. Đây. Bây giờ thì trước mắt là cứ sửa phần cái chỗ ngủ cho ông đó cô bác. Tại vì bây giờ nếu mà làm một cái ngôi nhà mới cho ông thì cũng tốn rất là nhiều chi phí. Và có thể cháu Đức nói không được ngấy đi, nhưng mà sợ là ông sẽ chỉ là được tầm 20, độ tầm 10 năm nữa là cùng thôi. Em ở đâu kia đâu này? Đây, em đang đóng cái này. Quý nhá. Đây. Dắt các lên đấy mà không nặng em ơi. Đây. Đấy. Không bây giờ lấy dê đi. Được. Tính cho dê nào. Nói. Đấy, ui bỏ ra sập. Ấy luôn. Đưa đi ạ. Em ra hẳn đầu kia được không? Được. Đây, em sang đây ra. Nào như không anh? Ôi dưới anh nó bị mắc đây cơ. Ôi dưới. Được chưa anh? Thiếp tí nữa nè. Anh phải cho nó quay cột nha. Mắc kia rồi. Anh đi vào anh bẻ được không? Được đấy anh ơi. Nhưng mà không có cái nào mà buộc ấy. Không được. Anh nhớ nhấc được ấy, bây giờ được ấy. Nhấc một tí là được mà. Nó mắc cái cây đây này. Đây, từ từ. Em đẩy cái lên ạ. Đấy, được như này được mà. Như thế thì được. Thì anh tìm cái nào để buộc. Bây giờ anh đáp lên thì được rồi. Nói là ngôi nhà của ông bị bục hết rồi cô bác này. Nhưng cái này thì chỉ có để làm củi cho ông thôi. Ai đặt chìm nữa rồi.
Dê ơi, mơ mi chức thọc bố. Cái này thì sẽ để cho ông làm củi thôi. Bà dê ơi, đang hốc à? Vâng vâng. Ôi ôi. Tưa. Ui. Rồi. Cho nó. Thế ép lại vừa hết. Bây giờ chắc phải vác cái tuôn ra để quay bên này đã anh nhỉ? Quay cái phần bên này đã anh nhỉ? Còn ở chỗ bên này thì có khi là dồn, nếu mà dồn ra được bên kia thì cháu Đức sẽ dồn ra bên kia cho ông. Còn nếu mà không có dồn được thì cháu Đức sẽ đóng tôn ở bên trong này cô bác này, phần bên trong luôn. Ủa để bố dỗ lim tàu chưa? Ở tàu lên kim tàu bình nòng mà chứ mày anh chưa? Nhặt tàu lên nòng lim dí bắn 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 này. Hả? Lim dí bắn bắn bắn. Chú lim dí bắn bắn á? Này phải tuôn này phải từ từ ấy bật đấy chính chưa đấy. Từ từ nha. Ơi anh mở từ từ nha. Mở xong lại giữ 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 chiến nha. Ui, dây này buộc luôn. Vào thả chó. Ép nó. Ép nó có thả chó. Ép vào trong ạ. Vâng. Ồ, xem mất tí thằng cháu còn éo chút. Nè, bùa, hốt bên này ạ. Hốt bên này ạ. Vào. Ui, vào. Bên có chó chó. Cầm cầm hốt bên này ạ. Đấy, thả vòng vòng. Đấy. Cầm ra ở đây. Thế thôi chứ. Không lấy. Không lấy. Bắn bắn này. Bắn này là pin à? Pin chưa ra. Anh thả đi, anh thả đi, anh thả đi. Nãy anh em mình không mua cái bao tay anh ạ. Anh ạ, cẩn thận, trân trọng nha. Nhưng mà chắc là anh phải đi xuống cái bán á. Tôn này là rất là sắc rồi cô bác này. Anh em mình bắn từ trên cao xuống hay là bắn từ dưới đất nó lên? Bắn từ trên cao xuống hay bắn từ dưới đất nó lên? Hôm nay phải cắt đúng không? Cắt chéo kìa. Nhưng mà chỉ cắt chéo đoạn này đúng không? Đúng rồi. Chỗ này là hai tấm là đủ à?
hai tấm. Ờ, đâu có một cái tấm, có tấm nhỏ mà anh nhỉ? Tấm 2 mét. 2 mét. 2 mét nhưng mà nó dưới kia nó lại không đến. Cái này thì chắc chắn là phải cắt rồi nhỉ? Cắt cho tấm ra. Hay là đi lập cái chỗ kia trước cái anh nhỉ? Lập cái kia? Vâng. Chỗ này thì để một cái tấm mét 2 xong đi. Chèo thế nào lên được, cái quan trọng. Sợ sập xuống rồi. Cây kia chảo cây nào chắc là. Bây giờ thì đã bắn được một tấm lên rồi các bác này. Chỗ này thì bắn thêm một tấm nữa và bắn ở đằng sâu xung quanh nữa, bắn ở phần phía bên này nữa thì sẽ xong. Tấm anh xem một thang này có dài không? Thang này được em ơi. Hả? Thang này được à? Chắc bây giờ phải bê cái kia ra để bên này ra nhanh nhá. Em đi bê nhá. Dạ. Tấm đấy cho vào trên luôn à? Tấm đấy á? Cái này bây giờ chỗ này mình bỏ cái nạt này ra xong mình dồn nó kia cho ông được không anh nhỉ? Dạ. Cái này dồn nó kia kìa. Cái này chắc không dồn được vào. Hay là vào được nhỉ? Cái này dồn được vào nhưng mà phải chặt nạt ra hết á. Xong rồi tí rồi. Xong rồi tí lại buộc lại. Bây giờ thì chắc phải trèo lên trên kia bỏ mấy cái tấm pro kia xuống hết này. Luôn à. Polo trên kia. Đúng rồi, phải chạy lên. Đây. Giờ từ đấy, anh cùng em bỏ cái này nhá. Thì phải hai người xong anh em mình bỏ thả từ từ đấy. Chưa anh, thật từ nhá. Rồi. Ôi. Cái này lạnh gấp 2 rồi. Còn cái bộ thái ổn đó, ổn ổn luôn. Thái thêm á? Ừ. Nấy áo và rùa nó một tờ bên dưới. Ừ. Nấy phụ khỏi bộ có thể giúp đỡ. Bộ áo và xóa bên tờ. Có xóa ta đẹp đẹp dưới. Nếu anh tục phúc ở đây chứ mấy. Ê, núi này hẳn hẳn ra gì? Dân mà. Đó. Này bây giờ mình đặt cái tấm tôn ở trên pro này anh nhỉ? Thấy mình đặt ở trên này xong mình đặt luôn ở trên này này. Đặt chéo sang trên này này. Này. Đó. Đặt chéo á? Nó vừa che được cả hai bên luôn. Vâng. Tí phải lên cái dành này, cái kia lên không? Ép lên cái chỗ tấm kia. Gãy hết cái này ra à? Này không. Chèo lên trên hẳn được không? Được. Mà đừng bám với cây thang hàng như vậy.
À, bây giờ anh lấy tôm tôn nào cho em được ý. Cái này trước đây đinh đóng rồi nhỉ? Đóng đinh à? À không. Không phải đóng đinh nhưng mà nó chặt đấy. À có, đóng đinh từ dưới đó kia lên. Anh nám nào đưa tôm tôn này cho em nào. Thôi được không? Bán bỏ mấy con vịt. Được chưa anh, thả tay nhá. Được, được, thả nhưng phải cẩn thận đấy nhá. Ủa anh đặt lưng tấm lên đây này. Rồi. Không, gầy gầy lên cao đấy. Gầy lên cao á? Ờ. À, đây á. Rồi. Đấy. Cái này luôn. Đúng không? Nhưng mà sợ cái này nó hơi bị bông. Hơi bông thì... Đấy, tầm này. Đâu. Bây giờ em bảo úp lại, bắn vào đây luôn. Ờ, đúng rồi. Xong bắn nó bắn. Đó. Bắn ở trên á. Giờ em đứng lên không? Đứng được đó. Bắn tay lại. Bắn nó, ghim ghim nó vào cái tấm tôn kia luôn. Máy chưa đấy đâu. Đứng rồi anh Trương. Anh vừa rồi thì đang làm thì có cả em Thuận, cô bác. Em Thuận là bên kênh của bạn Trình, là bạn là em chia sẻ lên và có bảo là ra giúp mấy anh em để làm một chút. Thuận đi, nhà Thuận ở đâu em? Em là Hưng đây. Đúng không? Em là Hưng đúng không? Là Hưng. Em ở dưới này ạ. Là Hưng à? Vâng. Em quay ra đây chào các ông các bà đi. Vâng ạ. Con chào các ông các bà, chào cô các chú ạ. Đây là cái hoàn cảnh mà bạn Trình chia sẻ lên thì các bác ở bên kênh của cháu Lực thì còn chưa biết là về hoàn cảnh của em ấy thì em có thể là nói cho anh nghe một chút được không? Vâng ạ. Bởi em cũng đã được anh Trình chia sẻ thì là cũng mồ côi cha mẹ. Thế em thì năm nay được bao tuổi rồi? Em năm nay em sinh năm 22, năm nay em được 22 tuổi rồi. Được 22 à? Vâng ạ. À, em có một thêm một em gái là Thuận là đúng không? Vâng ạ. Thuận thì bây giờ đi học đi đâu rồi? Đang đi học anh ạ. Chắc là lúc xíu nữa mới về. Bởi vì có hôm nay bảo có cả anh Trình lên thăm ấy. Thì là lúc nữa em sẽ đi đón Thuận về sớm một tí. Thế thì cố gắng nhá. Vâng nhưng mà bây giờ có đi đâu làm gì không? Không, bây giờ em đang rảnh, không làm thế gì. Thì phụ anh làm một chút nhá. Vâng ạ. Thế để chắc là để 1-2 hôm nữa thì cháu Lực cũng sẽ vào thăm em Thuận với lại em Hưng một chút. Bây giờ thì chắc là cái này dịch xuống dưới hết đi Thuận ạ. Vâng, cái này phải hạ xuống đi, hạ xuống hết đi xong là bắn bằng tôn cũng được. Ồ, cái này mục hết rồi, cái này không được, cột này không được rồi. Cột này thì không được rồi, nhưng mà được mấy cái ở bên kia nó chắc rồi kìa. Để bên kia chắc là được. Xong hết chưa anh ơi? Từ nhá. Anh Trương ơi. Cái này sợ Trương nó đổ xuống ruộng không? Từ nhá. Bây giờ em ra dứa đây xong là. Đấy, bây giờ anh em ở đầu trên, anh ở đầu dứa này nhá. Đúng rồi. Đấy. Dịch xuống dưới. Nào. À. Nhà của ông này thì được làm từ bao nhiêu lâu tự? Cái này chắc mấy chục năm rồi mà. Từ cái lúc em gần mới biết một tí là đã làm rồi cơ mà. Bây giờ em đã được 20 mấy tuổi rồi. Chắc gần độ 30 mấy năm rồi á. Như thiềm gì ơi. Như thiềm hơi cào nó lên tới mà. Đây ạ. Đè luôn. Thấy được rồi. Đấy ạ. Bà trời. Đông dần. Ủa cái này làm sao mà ngủ được nó nhảy cái này. Dạ. Cái này ông ngủ ở bên kia mà. À. Đấy, không phải là ngủ ở đây, ông ngủ bên kia. Để lấy sập xuống. Chỗ này thì hôm nọ anh vào anh chia sẻ đấy thì giọt từ trên kia xuống này. Đấy. Cái này thì sập rồi, em cũng không lâu lâu không lên ấy. Nhà em là ở dưới này luôn à? Đúng rồi, ngay qua mấy cái bụi tre này đến thì em. Em thì có biết ông cụ này chứ? Có, biết, đây gọi ông Bắc. À, ông Bắc à? Vâng. Cột thì em thấy mấy cái cột ở bên kia thì vẫn chắc đây, chảy tại chỗ này cột thì cây thì vẫn chắc nhưng mà tại nó rột nhiều quá xong bắt đầu. Rột nhiều quá thì ra là nó hỏng hết. Anh ơi, hay là mình bắn chỗ này trước đi anh. Đã. Mình bắn chỗ này trước đi. Bắn loại tấm 1m2 này trước đi. Được. Đấy loại tấm 2m này mình bắn chỗ này hết đi. Bây giờ anh em mình lập cái này trước này. Cái trên nóc này đúng không? Hả? Ừ.
ngọt hết rồi. Gì cái này thì cái này không được rồi. Cái này có lên được không? À không, cái, bây giờ cái kia thì bắn xong rồi em, bây giờ bắn xong bắn đây thôi. Không, anh ơi, để nó dựng ngược lên anh. Không, cái này mình em bắn nghĩ từ là... dưới này lên này. Em nghĩ được cái chỗ này nó vẫn bị hắt vào. Không sao đâu anh, cái này tầm 2 tấm là xong rồi. Từ nha. Cái tôn này sắc lắm đấy. Tôn này sắc lắm đấy. Từ. Không, em bảo để dựng dọc lên đây. Dọc, không, dọc. Dựng dọc sợ đây không? Được, dọc thì nó vướng cái này rồi. Nó lại dài quá nhỉ. Em bây giờ cho nó nằm ngang để cho nó ở trên nó thoáng cũng được mà anh. Không nó bí quá nó không thoáng này. Chỗ này thì phải bịt cho hết để nó mưa nó không hắt vào trong rồi. Mưa thì không thể hắt vào được rồi. Ý em là cái trên ấy. Đúng nhá. Tại cái này vào trong đi. Thoáng thế này vẫn thoáng mà. Không, nhưng mà mình lại phải nối cái dưới. Đấy, đấy, bắn như thế là được rồi anh ạ. Nó vừa được như thế là được rồi. À cái này tí nữa mình cắt nhỉ, cắt xong nối vào đây. Lôi lôi để cho cái kia này vào bên ngoài đi. Nào anh, đây á. Từ nhá, hạ xuống đó. Từ. Rồi đấy. Trên trước đây dưới. Bắn trên trước đây anh ơi, xong tí nữa mình nối ở dưới nó dễ. Từ bây giờ anh thuận là Hưng là em giữ hộ anh nhá. Đúng không? Ở bên kia bắn được không anh? Họ bắn được không? Được. Được à? Nếu không được thì em lấy cái thang này, này. Bác em bắn này. Thang này bây giờ không có điểm đâu. Đấy, anh bắn như vậy cũng được. 1-2 vít là nó giữ không là. Đúng rồi. Sao đấy? Hả? À, cái pin. Thôi nhá, để anh cây vào trên kia. Đúng rồi. Một sợi cây này lắm. Đấy. Nó thế không? Nó là ngôi nhà của ông rất là bục rất là nhiều rồi các bác. Được chưa anh? Rồi. Cứ kệ nó. À, đây là rất là xác của bác này. Cắt tay một phát rồi. Đau quá. Đấy. Đánh ông kia. Được chưa anh? Cho lên nó đi. Ok, kia đấy, kia được rồi. Rồi được rồi, bắn anh ơi. Ô cái đầu mẹ, đầu mẹ, đầu kia chưa rồi. Đây. Tôn này rất là sắc của bác ạ. Cắt ra tay luôn rồi. Anh ơi cho nó thẳng cái này được không anh? Anh cho nó ra bên này tí để cho nó thẳng thẳng cái này này. Để cho nó thẳng cái này này. Cho nó thẳng đi. Tiếp phải đạp. Đạp chọc chọc không muốn lăn. Nó chọc không muốn ép lăn cắm. Tiếp tiếp đi gì? Chọc muốn gì? Chọc múc nào? Kéo được rồi. Có con ốc này không? Anh vi con ốc ra đã. Mà vừa ngắm được chưa? Hô. Đây để nó đi cho. Đây anh ơi. Ôi dạ. Đây được rồi, thằng anh vít ra đi. Thằng chưa? Thằng ơi. Bây giờ thì như thế này sẽ để ông cái phần góc bên này này cô bác. Cái phần góc bên này thì bây giờ mưa sẽ không hát được vào trong nữa này. Tại vì ở trên này thì cháu Lực cũng đã lợp một tấm tôn lên rồi. Hôm nọ thì phần bên này ấy, cô bác, đây nó đã bị mọt hết rồi. Bây giờ có thể nói là lúc mà bắn tôn vào cô bác bắn rất là khó. Tại vì là nó đã bị ngôi nhà của ông thì đã bị mọt hết này cô bác này. Thì bắn vào nó kiểu nó không ăn ấy. Thành ra là rất là khó cho cháu Lực. Rất là may là anh Trương thì cũng gọi là nói là một người rất là đa tài cô bác ạ. Và anh ấy cũng rất là nhiệt tình trong cái công việc. Ừ,
được chưa anh? Thế bây giờ thì phần phía bên ngoài này đã xong rồi cô bác nhé. Và một tí nữa cháu Lực sẽ đi vào lợp ở bên trong này 20 tấm nữa. Thấy như đằng sau nhà của ông cụ ấy cô bác, cũng có nước này, giò nước này chảy ra đây khá là nhiều này này. Đấy. Đấy, nhưng cũng giống như ngôi nhà của em sửa ấy cô bác. Thì xung quanh thì đều là có cái nước nguồn nó chảy ra. Ở mấy cái phần bên kia nó là lập không có được thẳng nhau ấy cô bác nhá. Thì do là cái những cái thanh gỗ này cô bác này, nó không có được thẳng với nhau, thành ra là cái thanh cao thanh thấp ấy. Có vẻ như là đinh đấy hơi thớp đấy anh ạ, ăn hơi ngắn đấy nhở? Hả? Không ăn vào nhau em ạ. Không ăn vào nhau, không, còn là nó hơi ngắn thôi. Không, nó vẫn dài. Không. Có nghĩa là nếu mà nó bắn sắt thì là nó ok. À không, cái này là nó kiểu bắn cho nó sắp dính vào nhau thôi đúng không anh? Đúng rồi. Thế thì anh bắn hết chỗ kia nhá, bắn hết cho nó dính dính vào nhau nhá. Của anh Trương nó bắn bật 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 nào. Này ông thợ cơ khí nữa nhé. Yeah. Này cái đòi ông thợ đúng không? Bật bắn bật bật nào. Sao mới lên mẹ, sao mới bắn máy mà răng bắn tôm mà. Sao để thứ lại tầm đinh bảy mấy nó vừa nó. Thấy không? Bảy cái thằng phân tiền chơi tiếp buộc tiếp buộc đi 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 cái phần bên này thì có vẻ là đóng hơi khó đi cô bác, nhưng ra phần bên kia thì cái cây gỗ nó không bị mọt nhiều ấy, thì ra là đóng nó rất là nhanh. Đây bây giờ thì có thể ra xa xa này nhìn này cô bác này, đây chỗ này thì toàn là nước thôi. Đấy. Đây bây giờ như cô bác có thể nhìn thấy từ xa là nó sẽ là một cái diện mạo mới cho cái ngôi nhà của ông rồi. Ở đây thì có thể là cháu Lực lợp nó sẽ không có được đẹp cho lắm cô bác, mặc dù là anh Trương vẫn là thợ rồi, nhưng mà do là cái phần xung quanh nhà của ông cụ thì cây gỗ nó mọt rất là nhiều rồi, thành ra là bắn vào nó rất là khó. Như thế này thì cũng đủ để ông cụ gọi là cái chỗ ngủ của ông cụ để không có bị những cơn mưa mà dột được vào rồi. Ok chưa anh? Hả? Đó. Này á. Này đi, đi hẳn đấy mày nè. Hẳn đây. Đây rồi. Cái chủ ông là cái chảo cần ớt nổ. Ừ. Em hát chế đi. Em hẳn hát chế em quên. Thang để dưới sàn nhà cho ông cũng được. Ê, bây giờ thì sẽ đi. Trên còn bắn kia em. Trên trên bắn ở đâu anh? Mình không tới, cái bên cạnh kia rồi. Tới mà.
Thôi với anh à. Thì anh đứng lên. Bài đây mình bắn từ bên ngoài này vào nó đây này. Bắn thì mình bắn ở thanh chiên thôi. Bắn từ bên này vào luôn, không phải bắn ở bên trong. Ôi, em bắn từ bên này vào đây cho nó nhìn nó đẹp tí. Tô này rất là sắc nhé, anh cẩn thận nhé. Vừa cắt tay em mấy cái lần nữa. Ô, dựng thẳng lên anh. Đây. Từ từ nha. Từ nha, để em ra đây. Đây anh thả. Cái đấy em ơi, cái đấy để cho em. Hả? Bắn kiểu này luôn. Bắn kiểu này luôn á? Để cái cây vào luôn đi. Bắn từ trên kia xuống hay anh? Bắn từ phía bên kia này tí đi dễ. Lệnh nhấc này thì khó. Tí đặt cái cây ở dưới chứ. Đặt đâu anh? Em bảo là anh cứ thả xuống hết đi. Bắn mỗi phần trên này thôi, dưới này không phải bắn linh đâu. Đấy. Anh thả xuống hết đi. Nhưng mà cái này xuống này nó lại hơi khó nhỉ. Đấy, bây giờ mình chỉ cần vít trên là được rồi. Tấm kia là thừa nhiều quá nhỉ. Tấm kia thừa. Thì tí lại cắt ra được không? Đéo trước sao vậy? Tí lại cắt đi anh nhỉ. Cắt đôi. Đấy, cắt đôi. Cắt đôi xong là một đầu bịt ở kia. Bịt kia được không nhỉ? Thôi trên kia ơi, em kia không bịt được, em kia nếu mà bịt phải dùng cái thức. Đây, máy đây. Ồ, lại rơi cái đầu à? Có không. Đây, sau một cái quãng thời gian mà mấy anh em vật lộn với những cái tấm tôn thì bây giờ nó cũng được gần xong rồi các bạn, đều cũng gần xong rồi nhá. Ôi, tập em chưa rồi. Hả? Tập em rồi. Tập em anh. Tập em phần sai vào đây, chẳng qua đi du cho anh xe. Bài à, phần sai vào đây không? Vào đây đâu. Ờ, liệu mấy này xe lắc tay ốp tiếp tiếp nửa lỗ. Tại vì là mấy xe đi một này à? Sao để ở tầm loại đinh 7 mà nên nó vừa à? Đấy. Nó. Tớ mới bắn em tớ mà nó bắn thần nữa anh chứ. Đó. Đấy. Ủa mà lạc sâu mảnh lắm à? Sâu mảnh bên lên tiếp một bé à? Em bắt thêm nữa dần mọi người à? Ừ. Mà mới ta chui nó mà, chui nó thử thôi rồi nào. Tấm phân phải úp ra còn. Cắt, em còn cắt à? Em cắt à? Tôi thằng sảm đi cái đấy cả. Đây, đây cứ bắn trên cho nó chắc thì dưới mình không bắn đâu nhá. Đấy, cái phần cái tấm này thì bây giờ sẽ phải cắt làm đôi rồi các bác này. Đấy, và cái thước mét này thì cũng được là bà An Phạm gửi cho biên Mỹ sang cho cháu Lực đấy các bác. Này thì rơi vào tầm 1 mét, em đo xem nào. Bốn mươi bốn anh ạ. Đây rồi. Đây đúng rồi, đến đây rồi, đến đây rồi. Đấy. Đúng rồi, mới nào nhầm mà búp búp và dập lắm á anh.
44. Ai. Dây điện, dây điện. Điện này. Ai. Bắn nốt đi anh. Khi thôi anh. Rồi. Cái pin này. Đấy, bây giờ thì phần đằng sau thì cũng đã lợp cho ông hết rồi các bác ạ. Bắn ở chỗ này nữa. Và phần phía bên này ấy, thì các bác này thì cũng được cho lực là lập chắn cái đấy, còn phần ở phía bên này thì cũng được cho lực bắn lên là nó rất là chắc chắn rồi các bác nhé. Bây giờ thì mưa sẽ không có bị hớt hay là bị sạt, bị giặt từ trên kia xuống nữa. Được chưa anh? Cái đây chưa? Nghiêm tiếng thằng này rồi. Nè, chưa, nó bắt được mày. Nó bắt được mày ạ. Nè, nó bắt được mày ạ. Bắt được thằng này mày đêm nay chú bố không ạ? Bùa này ạ, bắt từ thằng máy này ạ. Từ thằng máy này ạ, thằng máy kháng pin thằng mà này ạ, bắt được mấy này ạ, đấy. Ừ. Đây. Mấy làm lan mà. Ừ. Thằng nào? Thằng ấy phải thằng à, nè. Hả? Thằng cốm. Mà bay nhìn nhìn này nhá. Biết à, biết à. Dạ. Có lên một bãi bị ta đấy, bãi à? Bảo. Ai. Ô, bố đây à, bố đây, anh chưa biết bắt bố đây nào. Mấy cốm chơi. Ừ. Từ từ, làm đủ nó đang đẹp. Ui. Bây giờ thì lại lắp lại cái giường cho ông thôi. Cái giường này thì gọi là ông cũng hoàn toàn là làm bằng tre hết này cô bác này. Ra. Ôi, đây. Lọc lạch. Lạch bên dưới. À, 4-5 phân đấy. Hả? 4-5 phân đấy. 4-5 phân đấy. Bốn năm phân đều. Trôi ra chưa? Thấy bên nào này à? Hả? Một cho nào. Cho. Cho mừng cái. Nước bốn nữa ạ. Ồ, anh chơi ồ à. Cho nó đây. Được rồi anh. Chạy bên rồi. Ừ. Thế bây giờ thì anh cùng em là lắp cái chỗ giường này cho ông đó.
Ui, nó biết lăn anh ơi. Vào đây. Mình nhím mặt lại. Mình nhím mặt chứ. 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 Tấm nào anh? Mấy tấm này nó kiểu... À vâng. Nhá. Cho mấy tấm này dành vào giữa để xong. Đây, 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 sang khá là đúng. Bạn đen nó trên rồi bạn ấy à? Thấy rồi. Bạn ấy trên, 500 mấy à? Bạn ấy phào phút làm gì nó? Nên phút này tốt này quá còn. Mà dê này. Mà chú này lúc. Ở đây này các bác, đây là cái gối của ông cụ này. Dùng cái thanh thanh để làm gối này. Làm như này thì rất là mỏi. Rất là mỏi lưng rồi. Mặc ba lên nào. Bạn ấy lấy rẻ hoặc làm sao không tốt đi nào rẻ à? Sao rẻ hả? Ừ. Bạn ấy rẻ chảm tốt đi nào không? Ừ. Để chạm luôn nhìn cho nó thoáng thoáng ở bên kia ấy. Được chưa? À đây à. Đây lấy em để một cây dài đây này anh ạ. À đây là đằng sau sau anh nhé. Bỏ bỏ cái đằng chiếu đấy ra. Đây không 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 ấy đâu mày. Không. Bây giờ thì à, buộc sang kia cho ông anh ạ. Đấy em ạ. À, ây. Chỗ này thì à, chắc là bỏ hết cho ông đây. Bỏ. Đây đây anh này. Đấy, buộc buộc như này. Đấy, buộc như này lên này cho ông này. Nãy em để cái này ở đâu ấy? Rồi nhanh nhá. Ở đây đây. Bạn mới buộc cân da rồi em, nó buộc cân da, cân phải mới buộc cân phúc rồi. Ôi, nãy giờ lùng lẹc nó này chứ. Em nó hạt nó mà. Đây không anh chưa ơi. Trông có vẻ là thoáng hơn nhiều. Cô gì chú bác nhá. Đây, có một dây này, dây kia đây. Đây. Bây giờ thì quần áo dè áo màu khiến thế nào ông thử ạ? Cái này thì chắc là hôm nào cho Lực lên mua cho ông một cái dây móc để đây này cô bác này, để ông ấy treo áo. Rồi, thấp quá đầu. Bây giờ thì cũng đã được rồi cô bác ạ. Tại vì bây giờ nếu mà cháu Lực lập cái phần trắng đi ra bên ngoài thế, nhìn trong ngôi nhà nó rất là xấu, cho nên là cháu Lực sẽ quyết định là bỏ cái phần trắng đi vào trong nhà.
Ở năm lố mà chè. Bây giờ thì cũng đã hoàn thiện xong cái phần chú buồng ngủ cho ông này cô bác này. Bây giờ thì cô bác có thể qua đây. Bây giờ thì cô bác có thể nhìn lại thêm một lần nữa là bây giờ chỗ phần buồng ngủ ông thì nó sẽ rất là gọi là như nào cô bác nhỉ? Là gọi là rất là ok rồi. Cái chỗ phần này hôm nọ thì mưa xuống thì dột ở đây khá là nhiều. Thành ra là chỗ lực có quay lên ở trên kia này, một cái tấm tôn nữa này. Và bây giờ thì cháu Lực sẽ nói tổng tất cả vị trí là cháu Lực mua cái tôn này là hết bao nhiêu tiền các bác nhá. Thì này cháu tôn này còn chưa? Hay bây giờ thì ngồi uống nước với ông một chút nữa thì là chắc là mấy anh em cũng sẽ di chuyển đi về nhà đó cô bác. Nói là lập cái tôn này hơi mệt đấy anh nhỉ? Dạ. Lập cái tôn này cũng hơi mệt nhỉ, khó nhỉ? Mệt, vừa khó vừa mệt với lại cái tôn này là... Này thì chính bạn tôn, mới tốt nhỉ? Cái cột nó không được chắc như cái cột ấy. Vâng. Nó hơi mòn mòn tí, bắn nó không... Nó không được giữ lâu ấy đúng không? Phải và... bắn lâu mới được một ốc. Nó mới và bây giờ thì đã lập xong hết rồi cô bác nhá. Lùm re lên bản ấy, ngày bằng ngày à, hấp viên à? Này. Hả? Đấy. Ngài ra. Đấy. Ông thì vừa bảo với cháu Lực là làm như vậy thì ông rất là thích rồi. Và đêm thì bây giờ có những trận mưa to thì nó sẽ không có bị hát vào trong đâu cô bác. Ở đây thì cái tôn này là tôn này lập đây chỉ pía gì? Ồ. Đứng luôn đây. Kíp lại pí vào. Kíp lại pí ra. Ừ. Ông có bảo với cháu Lực là cái phần phía tôn ở trên này cô bác này thì được lập khoảng tầm là độ là 10 năm rồi. Nhưng mà không có bị rột vào trong gì cả cô bác, chỉ ở rột ở đây là chỉ ở trần phần những cái phần mép ngoài của hiên nhà thôi thì là mới bị hát vào trong này cô bác này. Đấy, và hôm nay thì cháu Lực đấy và tổng cái số tiền mà cháu Lực mua tôn lên là 1.607.040 đồng cô bác nhá. Đấy, ở đây là cái phiếu mà cháu Lực đặt tôn này cô bác này. Một tí nữa thì cháu Lực sẽ ghi cái phiếu này lên trên màn hình để cho cô bác có thể là nhìn rõ hơn. Và cháu Lực có mua lên cho ông là một con gà để cho ông là ăn gà cô bác. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã mua thịt lợn lên cho ông rồi. Đấy, tối nay thì ông hôm nay đấy chứ hốc thì chảy gì nó. Hôm nay lên buổi lắng lắp hay chín mấy? Một bay ra. Đấy. Sử tấm ăn thì đó. Cấp thùng khấu rồi lấy khóc rồi phải hết. Một chín là gì? Cả ông vẫn là cái cán đứng cái nhà ở dưới kia thì là nhà em trai ruột của ông này cô bác này. Mà em trai ruột thì cháu nhìn tớ được nhìn thấy một cái ngôi nhà thì cũng khá là nhỏ thôi, cũng chẳng khá giả được bao nhiêu cả. Và cái cước xe mà gửi tôn từ dưới Hà Giang lên là 400.000 và cháu Lực mua thêm một cái túi bắn vít nữa là 50.000. Và đây thì cháu Lực có xin chị Giáng My là mua thêm một cái máy bắn vít nữa là 1.000.000 đồng. Và cháu Lực hôm nay thì anh thợ đi theo cháu Lực thì mọi khi anh ấy đi làm thì người ta trả cho là 500.000 một ngày, nhưng mà hôm nay thì cháu Lực sẽ đưa cho anh là 350 anh nhá. Đấy, đây là 100 này, 200 này, đấy 350.000 nhá. Đấy là em gửi anh nhau cũng là giúp đỡ cho ông để vâng. Cho ông có hoàn cảnh khó khăn thì mình cũng có thể đi làm được, kiếm được. Vâng. Thì ông không được thì thôi anh nhận chú 350.000 thôi, anh vâng. Cũng không lấy nhiều. Vâng, thế thì em cũng cảm ơn anh nhá. Và tổng hết cái số tiền hôm nay cháu Lực chi ra là 3.587.000 cô bác nhá. Đấy, và còn cháu Lực cũng rất là cảm ơn chị Trần Đỗ Giáng My đã giúp cho cháu Lực mua một cái bộ máy bắn vít này cô bác này, để cho lần sau cháu Lực đi hộ những hoàn cảnh nào thì cháu Lực còn có cái dụng cụ để mà đi cô bác. Cảm ơn chị Giáng My rất là nhiều. Và đây là cái số tiền mà chị Giáng My muốn là nhờ cháu Lực lên là giúp đỡ ông cụ cô bác. Không phải nói là cảm ơn chị Giáng My rất là nhiều. Lúc mà dê đây bạn ấy hát còn nông cảm ơn bóc cắm hả? Ừ. Anh dê hát không đây hả? Hát đi.
Xúc thời xin. Hát này dê. Hát này dê. Cảm ơn anh hát. Hát này, cảm ơn hát. Ừ. Cảm ơn hát. Cảm ơn hát. Cảm ơn bố. Ý là yếu. Hát nó gì mà dê nó. Cảm ơn lục lán mừng này từ bài này mà phải hoàn dân về này bạn này quên mi tin để được này không nhìn ha. Cảm ơn bóng lục lán mà hốt thay hoàn dân mi tin được à. Bộ phụ phản long mà thí à. Bộ phụ phản long dạ. Bộ phụ phản long mà lý à. Vừa rồi thì ông có gửi một lời vừa rồi thì ông có gửi một lời cảm ơn là bằng tiếng nùng cho chị Trần Đỗ Giáng My, bảo là cảm ơn chị rất là nhiều. Bây giờ để mà ông dùng bỏ ra được cái số có được cái số tiền như vậy thì chưa chắc ông đã dám sửa như cái phần này các bác. Gọi là phải nói là bây giờ ông một mình ở thì hoàn toàn là phụ thuộc vào bà con ở hàng xóm gần nhà em gần nhà của ông cụ là nhiều. Và hôm nọ thì cũng được là bạn Trình có bảo là ông cụ với lại ông cụ bị bại liệt kia các bác là hai ông cụ là ăn chung với nhau. Đó. Lúc mà khâu này lên lán thứ mà lên ông các thi các khơi thứ lái lên giờ mà hai thùng khâu dân chỉ còn chứ ạ. Ừ. Đấy. Và trong thời gian tới thì cháu Lực sẽ tiếp tục mua thêm những cái thực phẩm và những cái đồ dùng cho ông cụ nữa. Đấy, còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Thôi phải thủ con tay thả nó. Thôi người nào mà này chỉ này bộ phải thủ phải đi thả đi. Ồ mà thủ phương này. Đó. Đâu thôi phải chỉ. Đáng dễ là cháu Lực định cùng anh Thợ với lại em Sử nữa là sẽ ăn cơm với ông một bữa, nhưng mà cô bác ạ, do là bị Tôn mà cắt phải tay này cô bác này, cũng bị xước tay rất là nhiều, thành ra là chắc là không có ăn cơm được với ông cụ nữa. Bởi vì là hôm qua thì nãy thì cháu Lực tính là sẽ làm xong sớm cho ông thôi để còn ăn cơm với ông, xong là đi những công việc khác nữa. Bây giờ thì một tí cháu Lực sẽ phải di chuyển lên trên nhà của đi về nhà nữa cô bác, thành ra là không có ăn cơm được với ông nữa, để bữa khác thì sẽ ăn cơm với ông. Lúc mà thì chảy tới lên hôm nay dèo bác khá đấy dèo hát chính nhỏ để làm tốt tàng hả. Đó. Thấy vừa rồi thì cháu Lực cũng đã dặn ông bảo là gà thì tối nay là ông sẽ mổ ăn cô bác. Đấy, còn là cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Đấy, bây giờ thì uống nước chè với anh một chút thôi để anh em mình cũng đi về thôi anh nhỉ. Dù tốn giảm lại hết, xin khâu áo. Bùa và tốn giảm là gì? Đây là con nàn...